các bạn thân mến. Tiểu thuyết kinh điển xin được giới thiệu đến các bạn một sáng tác văn học kinh điển của nữ nhà văn người Úc Colleen McCullough, tác phẩm Những con chim ẩn mình chờ chết. Dịch giả Trung Dũng, người đọc Phượng Đinh. 1921-1928. Ráp. Phần tiếp theo. Mary Cason sắp 72 tuổi. Bà chuẩn bị chu đáo cho buổi tiếp tân lớn chưa từng có ở Drahoda trong 50 năm qua. Ngày kỷ niệm sinh nhật của bà đúng vào thượng tuần tháng 11. Bấy giờ trời vẫn còn nóng dữ dội, nhất là đối với người dân ở Willy. Bà Smith hãy nhớ nhé điều tôi đã nói với bà. Minnie thì thầm, đừng quên nhé, bà ta sinh ngày 3 tháng 11. Nhưng mày muốn nói gì nữa, Minnie? Bà quản gia hỏi. Thái độ bí hiểm theo kiểu người Scotland của Minnie gây bực bội cho bà già người Anh. Sao? Bà không hiểu à? Điều đó chứng tỏ ngày sinh của bà ta là con bọ cạp. Một con bọ cạp, bà có thấy đúng thế không? Trên chiếc ghế bành, con nhện cái già ở trung tâm mạng lưới phát ra một loạt mệnh lệnh. Phải làm thế này, phải làm thế kia, đem cái này ra, rời cái kia đi chỗ khác. Hai cô gái hầu phòng đang đánh bóng những đồ bằng bạc và rửa bộ chén đĩa bằng sứ Havilland, biến nhà nguyện nhỏ trong nhà thành nơi chiêu đãi và xếp những bàn dài đầy bánh rượu ở mấy phòng bên cạnh. Dàn nhạc Clarence ở Chuo sẽ từ Sydney đến cùng một lúc với các món hải sản quý. Cả một vùng rộng lớn, từ Rutherhenic đến Enmore và Perchola đến Narragang rộn ràng chuẩn bị tham dự buổi lễ này. Giữa lúc nền đá cẩm thạch của đại sảnh vang lên những tiếng bàn ghế xê dịch, những tiếng gọi nhau ơi ới của những người khuân vác đang bày biện vân vân. Phòng tiếp tân thì Mary Carson rời khỏi chiếc ghế bành đến ngồi sau bàn viết. Bà lấy ra một tờ giấy trắng mịn, chấm bút vào bình mực rồi bắt đầu. Bà viết liên tục không do dự, ngay cả khi chấm phẩy. 5 năm gần đây, bà đã suy nghĩ một cách chi li nội dung từng câu phức tạp, sắp xếp thật chỉnh để từng chữ được sử dụng thật đúng, chính xác. Viết thì chẳng mất công bao nhiêu. Bà Carson viết đầy 2 tờ giấy, trong đó có một tờ chỉ 2/3. Khi viết xong dòng cuối cùng, bà ngồi yên một lúc. Bàn viết đặt bên cạnh cửa sổ lớn, chỉ cần quay đầu là đã nhìn thấy thảm cỏ trước nhà. Tiếng cười từ ngoài vọng vào làm bà chú ý. Lúc đầu bà chẳng nghĩ gì, nhưng sau đó lại khơi dậy trong bà sự bực bội, tức tối ngấm ngầm. Cầu Chúa hãy đày hắn xuống địa ngục, hắn và con người ám ảnh hắn. Cha Ráp bỗng nảy ý kiến tập Maggie cưỡi ngựa. Dù là một cô gái ở đồng quê, chưa bao giờ Maggie có dịp ngồi trên yên ngựa. Thực tế khá lạ lùng là các cô gái xuất thân từ những gia đình nghèo rất ít khi được cưỡi ngựa. Đây là một trò tiêu khiển dành cho các phụ nữ trẻ giàu có, ở nông thôn hay thành thị cũng thế. Một hôm, cha Ráp mang từ Willy đến một đôi ủng ngắn, bộ quần áo cưỡi ngựa và ném các thứ ấy lên chiếc bàn ở nhà bếp gia đình Cleary. Buddy đang đọc sách sau buổi ăn trưa, giật mình, nhìn lên ngạc nhiên. Ủa, chuyện gì đó, thưa cha? Ông ta hỏi. Bộ đồ đi ngựa cho Maggie. Sao? Buddy kinh ngạc. Đồ đi ngựa cho Maggie, Buddy à, ông không thể nào vứt bỏ cái lớp nhà quê của ông hay sao? Ông là người thừa kế của một điền trang rộng và giàu nhất xứ gan mới miền Bắc. Vậy mà chưa bao giờ ông cho phép cô con gái duy nhất của ông được cưỡi ngựa. Thế thì làm sao con gái của ông giữ được vị trí bên cạnh ái nữ Carmichael, ái nữ Houghton và phu nhân Anthony King? Tất cả đều là những nữ kỵ sĩ tài ba,
Maggie phải tập cưỡi ngựa ngồi một bên theo cách dành cho phụ nữ và cả hai bên như đàn ông. Ông có nghe tôi không, ông Buddy? Tôi biết ông rất bận, vậy tôi sẽ dạy cho Maggie nghệ thuật cưỡi ngựa, dù ông có thích hay không thích. Nếu vì chuyện này Maggie có sao lãng việc nhà thì cũng chẳng sao. Một vài giờ trong tuần, Fiona sẽ không có Maggie bên cạnh để làm việc nhà. Chúng ta không trở lại vấn đề này, dứt khoát là như thế. Buddy không có khả năng đối đầu với một linh mục. Thế là từ đó Maggie bắt đầu tập cưỡi ngựa. Nhiều năm trước đây cô bé ao ước phút giây này. Có một lần Maggie đã bày tỏ ước muốn đó với cha, nhưng Buddy lại quên và cô bé cũng không nhắc lại, coi như cha mình im lặng có nghĩa là từ chối. Được học cưỡi ngựa dưới sự chỉ dẫn của cha Ráp, Maggie sung sướng phát điên lên, không hề giấu giếm niềm vui của mình. Sự ngưỡng mộ của Maggie đối với cha Ráp giờ đây đã biến thành mối tình nóng bỏng của một cô gái lém lỉnh. Vẫn biết rằng mối tình ấy là không đi đến đâu, nhưng cô bé vẫn tự cho phép mình mơ tưởng về con người ấy. Maggie tưởng tượng cái cảm giác mà có được khi ở trong vòng tay cha Ráp và cả những nụ hôn nồng nàn của cha. Những suy nghĩ thơ thẩn của Maggie không đi xa hơn. Bé không có chút ý tưởng gì về điều có thể xảy ra sau đó, thậm chí không hiểu những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Nếu cô bé biết rằng mơ tưởng đến một linh mục là xấu, thì chính cô cũng không đủ sức để né tránh. Bây giờ cô chỉ còn biết che giấu lòng mình, không để cho cha Ráp đoán được những ý nghĩ thầm kín. Trong khi Mary Carson đang đứng sau cánh cửa sổ phòng khách, theo dõi cả hai người, thì cha Ráp và Maggie từ chuồng ngựa đang đi về tận đầu bên kia đối diện với ngôi nhà lớn, cùng một hướng với nhà của người quản lý. Những người làm công ở trang trại chỉ được cưỡi trên lưng những con ngựa chưa hề nuôi trong chuồng mà thả ngoài sân hay lang thang đi ăn cỏ. Nhưng ở Drahoda vẫn có những đàn ngựa rất đẹp, mặc dù chỉ có cha Ráp là được cưỡi trên những con ngựa đó. Mary Carson đã giữ lại hai con ngựa thuần giống đặc biệt dành cho cha Ráp sử dụng, không thể để những con ngựa già ốm nhom cho cha. Khi cha Ráp hỏi bà Mary Carson có bằng lòng cho Maggie cưỡi trên một trong hai con ngựa ấy không, bà Mary Carson không có cách nào từ chối. Cô gái là cháu của bà, vả lại, lý do của cha Ráp đưa ra là chí lý. Cô bé phải biết cưỡi ngựa chứ, cháu gái của bà chủ kia mà. Trong thâm tâm, bà Mary Carson rất muốn từ chối, hoặc ít ra nên cùng đi với họ. Nhưng bà không thể cưỡng lại lời yêu cầu của linh mục, cũng như với cái tuổi này, bà không thể ngồi trên lưng ngựa được nữa. Thế là bà đành chịu thua một cách bực tức khi nhìn thấy họ sánh vai đi qua bãi cỏ. Người đàn ông mặc quần ngắn, đôi ủng cao tới đầu gối, áo sơ mi trắng mở rộng trên ngực, quyến rũ và duyên dáng như một nghệ sĩ vũ ba lê. Còn cô gái với quần đi ngựa bó sát ở đầu gối, vóc người mảnh khảnh, nét mặt có chút liếng thoáng của con trai. Cặp nam nữ này biểu lộ tình cảm thân mật và hết sức thanh thản. Đây là lần thứ 1000, bà Mary Carson tự hỏi, tại sao ngoài bà ra, không ai đặt vấn đề về mối quan hệ ấy? Buddy thì tỏ ra hết sức bằng lòng về mối quan hệ giữa con gái mình và cha Ráp. Còn Fiona lúc nào cũng im lặng, chẳng nói lời nào như khúc gỗ. Phải chăng vì yêu Ráp de Bricasso mà bà Mary Carson phát hiện ra cái điều không ai thấy được? Hoặc là óc tưởng tượng của bà đã hại bà? Có đúng đây là tình bạn giữa một người đàn ông gần 35 tuổi dành cho một cô gái chưa trưởng thành? Ngu ngốc! Không một người đàn ông nào, kể cả Ráp de Bricasso, lại không biết Maggie như bông hồng đang nở sao. Với Ráp de Bricasso thì có gì lọt được qua con mắt của ông ta đâu. Bàn tay của Mary Carson run lên, những giọt mực xanh đen rơi xuống làm bẩn trang giấy trước mặt bà ta. Những ngón tay khẳng khiu đưa vào hộp tủ, lấy ra một tờ giấy khác.
bà lại cầm viết chấm vào bình mực và viết lại từng chữ với sự tự tin và viết suôn sẻ không khác lần trước. Sau đó, bà đứng lên và nặng nề đi về phía cửa. Minnie, Minnie, bà gọi to. Chúa ơi, chính bà ta gọi. Chị hầu phòng kêu lên bằng một giọng trong trẻo. Gương mặt đầy tàn nhang của Minnie ló đầu vào. Con có thể giúp gì cho bà, thưa bà Carson? Chị ta vừa hỏi vừa nghĩ thầm tại sao bà ta không gọi bà Smith như mọi khi. Mày đi gọi ngay thằng làm hàng rào và Tom đến đây ngay. Con có cần nói cho bà Smith biết không? Không, mày chỉ cần làm theo như tao bảo. Khi cả hai đến, Mary Carson hỏi, hai anh có biết viết không? Cả hai vừa nuốt nước miếng để tự trấn an, vừa gật đầu. Vậy thì tốt, tôi muốn hai anh nhìn tôi ký tên trên tờ giấy này. Rồi hai anh ký tên và viết địa chỉ của hai anh ở dưới chữ ký của tôi. Hiểu chứ? Cả hai gật đầu. Mary Carson chăm chú theo dõi họ, và khi hai người đã viết xong, bà trao cho mỗi người một tờ bạc 10 bảng với lời dặn phải biết giữ miệng. Maggie và cha Ralph đã biến mất từ bao giờ. Mary Carson nặng nề ngồi xuống bàn viết, lại lấy ra một tờ giấy khác và lại bắt đầu viết. Lần này, có lẽ do nội dung được viết không đơn giản, nên bà không còn khoan thai như trước. Rất nhiều lần, bà dừng lại để suy nghĩ, môi mím chặt, mím cười nhưng không vui, rồi bà lại tiếp tục. Hình như bà có nhiều điều phải nói, các hàng chữ san sát nhau, thế mà bà vẫn cần một tờ thứ hai. Sau cùng, bà đọc kỹ một lần nữa, bà xếp lại và cho vào một bao thư bên ngoài niêm phong bằng xi đỏ. Chỉ có Patty, Fiona, Top, Jack và Maggie phải đi dự buổi chiêu đãi. Hughie và Stuart nhẹ nhõm vì được ở nhà để lo cho hai em bé. Thật là một trường hợp hết sức đặc biệt. Mary Carson đã trút hầu bao khá rộng rãi để cho mỗi người một bộ quần áo đẹp nhất có thể có được ở đất Gully này. Khi Fiona và Buddy ra khỏi phòng, mấy đứa con trai của hai ông bà hết sức ngạc nhiên, vì chưa bao giờ chúng lại nhìn thấy cha mẹ ăn mặc đẹp một cách vương giả như thế. Tuy nhiên, người gây sự chú ý hơn hết trong căn phòng này chính là Maggie. Có lẽ vì nhớ lại thời nhỏ bị coi rẻ của mình và điên tiết lên vì các phụ nữ trẻ khác đều đặt may quần áo ở Sydney, nên chị thợ may ở Willie đã đặt hết tài năng vào chiếc áo của Maggie. Đó là chiếc áo dài không có tay, cổ hở khá thấp. Fiona hơi ngại, nhưng Maggie lại nài nỉ mẹ chiều mình. Chị thợ may cam đoan rằng tất cả các thiếu nữ bây giờ đều ăn mặc như thế. Lẽ nào lại để cho Maggie ăn mặc như một đứa con gái nhà quê làm trò cười cho thiên hạ? Thế là cuối cùng Fiona đã nhân nhượng. Buddy đã há miệng khi đối diện với con gái mình, nhưng ông đã kịp kiềm chế lại và không để lọt một lời nào ra, dù cho cổ họng ông nóng ran và ngứa ngáy. Bài học cay đắng xảy ra ở nhà xứ với Frank tuy đã lâu, nhưng Buddy vẫn nhớ mãi. Ông đưa tay về hướng con gái và mỉm cười dịu dàng. Ồ, Maggie, con đẹp quá, đến đây. Bà muốn đóng vai chàng hiệp sĩ hộ vệ con, còn Pop và Chuck lo cho mẹ con. Tháng tới, Maggie 17 tuổi, và lần đầu tiên trong cuộc đời, Buddy cảm thấy mình già. Còn Maggie vẫn là đứa con gái yêu quý của ông. Không thể để bất cứ chuyện gì làm hỏng sự xuất hiện lần đầu của Maggie trước đám đông. Cha Ráp vẫn mặc chiếc áo thùng như thường lệ. Không có một thứ thời trang nào của đàn ông lại thích hợp với cha Ráp hơn là chiếc áo màu đen, theo một kiểu cách rất nghiêm trang. Rộng ra ở phía dưới, vô số nút chạy dài từ cổ xuống với chiếc thắt lưng rộng viền đỏ. Mary Carson mặc toàn một màu trắng, sa tanh trắng, đăng ten trắng và lông đà điểu trắng trên chiếc áo của bà.
Fiona nhìn bà sửng sốt và không còn có được thái độ thản nhiên như mọi khi. Cách ăn mặc của Mary Carson thật là lố bịch, giống như cô dâu trong ngày cưới, không thể nào tưởng tượng được. Tại sao bà ta lại đóm dáng như một cô gái già thất tình, bôi trép phấn son dị hợm nhỉ? Thật ra, bà ta giống từng nét một, bức ảnh nổi tiếng của nữ hoàng Victoria chụp trước ngày chết. Mary Carson cười với Betty và đặt tay lên vai em trai mình. Em có thể đưa tay ra, dìu chị đến bàn ăn, Broderick. Còn cha Ráp sẽ đưa Fiona, mấy đứa con trai thì đi theo Maggie. Bà nhìn Maggie qua vai mình. Con có khiêu vũ tối nay không, Maggie? Betty nhanh miệng trả lời cho con. Nó còn nhỏ quá, nó mới 17 tuổi. Nói xong, Betty sực nhớ lại, một thiếu sót khác của gia đình mình là các con đều không hề được tập nhảy. Tiếc nhỉ, bà Mary Carson nói buông thõng. Cuộc chiêu đãi thật rình rang, vũ hội rực rỡ, sáng chói, không thể nào quên. Đó là những lời bình phẩm nghe được qua các cuộc trao đổi tối hôm đó. Royal O'Mara từ Annemarie, cách Drogheda 300 cây số cũng có mặt cùng vợ, các con trai và con gái duy nhất. Dân chúng ở trong vùng không ngại đường xa 300 cây số để đến dự một trận đấu bóng chày, môn thể thao ưa thích ở Úc. Không thể tưởng tượng được là họ đi một đoàn dài như thể dự một cuộc tiếp tân. Dan Kenkuden đến từ XQIRGE, meeting King với vợ, con trai Anthony và cô con dâu Evan Peel từ Brewyfar, Dominic O'Rourke từ Dibben, Hori Hutton từ BICL và hơn một chục nhân vật tiếng tăm khác trong vùng. Hầu hết đều theo đạo Công giáo và rất ít người trong số họ mang tên Anglo-Saxon, số người Ireland, Scotland và xứ Gen gần bằng nhau. Có người đồn rằng bà Mary Carson đủ tiền để mua và bán cả vua nước Anh nữa. Bà ta đầu tư khai thác thép, bạc, chì, thiết, đồng và vàng, bỏ vốn vào hàng trăm xí nghiệp. Drogheda từ lâu không còn được coi là nguồn sinh lợi chính của bà. Thu nhập ở điền trang này không còn nghĩa lý gì và chỉ là một công việc làm chơi cho vui của Mary. Cha Ráp không nói chuyện với Maggie trong buổi ăn và cả sau đó. Suốt buổi chiêu đãi, ông quên hẳn Maggie. Như bị xúc phạm, cô gái cứ theo dõi ông khắp phòng. Cảm nhận được sự xao xuyến ở Maggie, cha Ráp đến gần cô bé, cách nghĩa cho cô rõ. Nếu ông tỏ ra chú ý Maggie hơn các cô gái khác như Camille, Gordon hay O'Mara chẳng hạn, thì tiếng tăm của hai người có thể bị ảnh hưởng xấu. Cũng như Maggie, cha Ráp không khiêu vũ, và cũng như cô, ông thu hút sự chú ý của nhiều thiếu nữ. Cả hai đẹp hơn hẳn tất cả những người có mặt. Betty và Fiona vẫn ở lại chơi, nhưng vào nửa đêm, Bob và Chuck cùng Maggie rời khỏi cuộc vui. Cha mẹ họ không hay họ đã đi chơi nơi khác. Khi Maggie rời khỏi phòng, cha Ráp thấy mình trẻ hơn ít nhất 10 tuổi. Ông trở nên sinh động và gây ngạc nhiên cho các cô gái như Houghton, Makeo, Gordon và O'Mara về những bước nhảy với Carmichael. Sau đó, cha Ráp mời lần lượt tất cả các thiếu nữ, luôn cả Pew xấu xí nhất. Không một người khách nào có thể than phiền rằng con gái mình đã mất cơ hội khiêu vũ với cha De Bricasso. Đến 3 giờ sáng, Mary Carson đứng lên một cách nặng nề và ngáp. Không, các bạn cứ tiếp tục cuộc vui. Nếu tôi mệt, quả thật tôi đã mệt, tôi sẽ đi nằm. Đó cũng là ý định của tôi. Nhưng thức ăn và đồ uống không thiếu, còn dàn nhạc đã được trả tiền để chơi cho đến khi không còn một ai muốn nhảy nữa mới thôi. Hơn nữa, một chút ồn ào chỉ dỗ giấc ngủ tôi thêm nhiều mộng đẹp. Thưa cha có thể giúp đưa tôi lên lầu được không? Khi ra khỏi phòng chiêu đãi,
bà không đi đến cầu thang rộng uy nghi dẫn lên lầu, mà lại hướng cha Ráp cùng đến phòng khách. Trông bà có vẻ mỏi mệt, dựa cả người vào cánh tay của cha Ráp. Cửa phòng đóng kín, bà chờ Linh Mục dùng chìa khóa do bà trao để mở cửa. Bà đi vào trước. Cuộc chiêu đãi thành công đấy, bà Mary à, ông nói. Đây là lần cuối cùng tôi tổ chức, thưa cha. Không nên nói thế, bà Mary thân mến. Tại sao? Tôi đã chán sống, và tôi sẽ kết thúc cuộc sống ở đây. Một thoáng chế giễu trong ánh mắt dữ tợn của bà. Cha không tin à, trong hơn 70 năm, tôi luôn luôn làm đúng những gì tôi muốn. Cho nên nếu thần chết nghĩ rằng hắn có quyền chọn lựa giờ phút ra đi của tôi, thì hắn sai lầm vô cùng. Tôi sẽ chết vào đúng cái lúc tôi chọn, mà tuyệt nhiên không phải là tự tử. Chính lòng ham sống giúp cho chúng ta tồn tại. Chấm dứt cuộc sống không khó khăn đâu, nếu chúng ta thật sự muốn. Tôi đã mỏi mệt và tôi muốn chấm dứt. Rất đơn giản. Cha Ráp cũng thế, rất mỏi mệt. Không phải mỏi mệt với cuộc sống, mà về cái bề ngoài không thay đổi. Ông phải núp ở phía sau, mỏi mệt vì không khí nhàm chán, sự thiếu vắng bạn tri kỷ và mỏi mệt cả với chính mình. Căn phòng lờ mờ dưới ánh sáng của một cây đèn dầu bằng thủy tinh màu hồng ngọc rất quý. Ánh đèn tỏa ra những vệt sáng màu hồng lên mặt bà Mary Carson, làm cho đường nét cứng rắn của quai hàm bà càng trở nên ma quái. Cha Ráp thấy nhức ở chân, ở lưng, vì lâu rồi ông không khiêu vũ nhiều như thế, mặc dù ông vẫn tự hào không bị lạc hậu với những kiểu nhảy mới nhất. 35 tuổi rồi nhưng vẫn là một linh mục thôn, vậy thì đến bao giờ mới trở thành một nhân vật đầy quyền lực của nhà thờ? Giấc mộng kết thúc trước khi bắt đầu. Ô hô, những giấc mơ của thời trẻ và những lời nói vô tâm, sự sôi nổi của tuổi trẻ. Ông đã thiếu bản lĩnh để chiến thắng thử thách, nhưng không bao giờ ông lặp lại sai lầm cũ. Không bao giờ, không bao giờ. Không giữ vững được chỗ đứng của mình, ông thở dài. Đâu còn gì, dịp may không đến hai lần. Đã đến lúc nhìn thẳng các sự việc, chấm dứt hy vọng và mơ mộng. Cha Ráp có nhớ không? Tôi đã từng nói với cha rằng tôi sẽ đánh bại cha ngay trên mảnh đất quen thuộc của cha, và tôi sẽ làm cho cha bị sụp vào chính cái bẫy của cha. Tiếng nói khô khan kéo cha Ráp ra khỏi những ý tưởng đang đeo đuổi trong lúc buồn chán. Ông nhìn Mary Carson và cười. Bà Mary thân mến, tôi không quên bất cứ điều gì mà bà đã nói. Tôi tự hỏi tôi sẽ làm gì nếu trong những năm qua không có sự giúp đỡ của bà. Trí tuệ của bà, sự khôn ngoan và nhạy cảm của bà trước các sự việc. Nếu tôi trẻ hơn, tôi đã chinh phục ông bằng cách khác, Ráp. Ông không bao giờ biết tôi khát khao đến mức nào được lùi lại 30 năm. Nếu có con quỷ nào xuất hiện, cho tôi cái xuân sắc đổi lấy linh hồn tôi, tôi sẽ không hề do dự một phút và cũng không bao giờ tiếc về cuộc thỏa thuận ấy như tên già ngu ngốc Faust đâu. Nhưng thôi đừng điên rồ, tôi không thể tin vào Chúa lẫn quỷ, ông dư biết. Tôi không thấy có gì chứng tỏ cả hai đều tồn tại. Còn cha? Tôi cũng thế, nhưng bà Maria, niềm tin không dựa vào một chứng cớ mà dựa vào đức tin. Và đó mới là hòn đá tảng của nhà thờ. Không có đức tin, không có gì hết. Đúng là lý luận hơi đơn giản. Có thể tôi nghĩ rằng con người đã mang sẵn đức tin trong mình ngay khi vừa sinh ra. Về phần tôi, đó là cuộc đấu tranh không ngừng với bản thân, nhưng không bao giờ tôi bỏ cuộc. Thế mà tôi lại rất muốn làm ông bỏ cuộc. Ồ, bà Mary thân mến, điều đó tôi đã biết. Ông nói với một thoáng đùa, đôi mắt như nhuộm màu nâu xám dưới ánh đèn. Nhưng cha có biết tại sao không? Một cảm giác sợ hãi tràn ngập cha Ráp. Bỗng chốc,
ông nhận ra con người đầy nhược điểm của mình, nhưng ông liền đẩy lùi ý nghĩ đó. Tôi biết, bà Mary ạ, hãy tin tôi cảm thấy xót xa về điều đó. Ngoài mẹ của ông ra, bao nhiêu phụ nữ đã yêu ông rồi? Mẹ tôi có yêu tôi không? Tôi tự hỏi điều đó. Dù sao thì cuối cùng tôi vẫn bị mẹ tôi căm ghét. Phần đông phụ nữ đều như thế cả. Đáng lý tên tôi phải là Hippolyte. Chú thích: Hippolyte là tên một nhân vật thần thoại Hy Lạp. Vì cự tuyệt tình yêu của dì ghẻ nên bị vu cáo là cưỡng hiếp bà ta. Ồ, điều đó giải thích rất nhiều. Còn những người phụ nữ khác, tôi chỉ thấy có Maggie, nhưng đó là một cô gái còn bé. Chắc không quá đáng chút nào khi nói rằng có hàng trăm phụ nữ muốn tôi, nhưng còn yêu tôi, tôi nghi ngờ điều này lắm. Còn tôi đã yêu ông. Bà nói giọng xúc động. Không đâu, tôi chỉ là một chất kích thích tuổi già của bà, không hơn, không kém. Khi bà nhìn tôi làm bà sực nhớ tất cả những ham muốn mà tuổi tác đã ngăn chặn bà lại. Ông lầm rồi, tôi đã yêu ông, yêu thiết tha. Ông nghĩ rằng tuổi già không cho tôi có thể yêu à? Thế thì, cha Ráp de Bricasso, hãy nghe tôi nói điều sau đây. Bên trong cái thân xác quái đản này, tôi vẫn còn trẻ. Tôi còn cảm giác, còn khát khao, còn mơ mộng. Tôi vẫn dậm chân và bực tức trước những thua thiệt của thân xác già nua này. Tuổi già là sự trừng phạt cay đắng nhất mà Chúa bắt chúng ta phải chịu. Tại sao người lại không làm cho tâm hồn già đi cùng một lúc với tuổi tác? Bà bật ngửa vào ghế dựa, mắt nhắm lại, nhếch mép để lộ mấy chiếc răng. Tất nhiên tôi sẽ xuống địa ngục, nhưng trước đó tôi hy vọng sẽ có dịp nói với đấng tối cao rằng Ngài là kẻ tồi tệ, khô khan và đáng khinh bỉ dường nào. Bà quá buộc quá lâu, bà Mary. Chúa đã ban cho bà sự tự do chọn lựa. Đáng lý bà nên đi thêm một bước nữa, nhưng rồi bà vẫn quyết chọn cuộc sống độc thân. Vậy thì bà chỉ nên trách mình, chứ không thể trách Chúa được. Một lúc im lặng, bà bấu chặt lấy hai bên chiếc ghế bành và cảm thấy dễ chịu trở lại khi mở mắt ra. Dưới ánh đèn dầu, đôi mắt ấy đỏ và long lanh, nhưng vẫn không có một giọt nước mắt. Có cái gì đó đau đớn hơn, trong suốt hơn những giọt nước mắt giấu kín. Cha Ráp không dám thở mạnh, ông cảm thấy sợ và nghĩ rằng bà ta chẳng khác gì con nhện cái. Cha Ráp, trên bàn viết của tôi có một phong bì, xin ông vui lòng mang lại cho tôi, cảm ơn ông nhiều lắm. Cha Ráp e dè đứng lên đi đến bàn và cầm lấy phong bì với một chút tò mò. Phong bì trắng dán kín, nguyên phía sau đóng xi đỏ, con dấu riêng của Mary Carson, hình đầu con cừu đực và chữ D bao chung quanh. Ông mang lại cho bà Carson, nhưng liền đó bà ra dấu mời ông ngồi xuống và đưa phong bì ra phía trước. Phong bì này của ông, bà nhếch miệng cười, và số phận của ông ở trong đó. Ý nghĩa của phong bì này là như thế. Thật tiếc vô cùng, tôi không còn có mặt trên cõi đời này để chứng kiến những gì sẽ xảy ra, nhưng tôi đoán biết được chuyện ấy, vì rằng tôi biết rõ ông. Biết ông nhiều hơn ông tưởng. Con người ông kiêu hãnh không thể chịu nổi. Phong bì chứa đựng số phận cuộc đời và cả linh hồn ông đấy. Tôi đành phải nhường ông cho Maggie, nhưng tôi an tâm vì đã có cách để con bé này cũng sẽ không có ông được. Tại sao bà lại cay cú với Maggie đến thế? Tôi đã nói với ông rồi, tại vì ông yêu nó. Nhưng tình yêu ấy không như bà hiểu. Maggie đáng tuổi con tôi, mà tôi thì không bao giờ có con được. Cô ấy là niềm vui của đời tôi. Bà Mary ạ, Maggie đối với tôi là một ý niệm, đúng là một ý niệm. Bà già cười cay độc. Tôi không muốn chúng ta cứ mãi nói về Maggie quý báu của ông. Tôi sẽ mãi mãi không gặp lại ông. Do đó tôi không muốn mất thì giờ về chuyện của con bé ấy. Trở lại cái thư,
tôi muốn rằng ông thề với tôi, lời thề của một linh mục rằng ông sẽ không mở phong bì trước khi chính ông tận mắt nhìn thấy cái chết của tôi. Ông chỉ mở thư ra trước khi tôi được chôn cất. Ông hãy thề đi. Không cần thế, bà Mary ạ, tôi sẽ làm đúng như lời yêu cầu của bà. Ông hãy thề đi, nếu không tôi lấy lại phong thư đấy. Thế thì tôi đồng ý. Cha Ráp nhún vai. Đây là lời thề của một linh mục. Tôi xin thề sẽ không mở thư ra trước khi nhìn tận mắt bà đã chết, và sẽ đọc thư này trước khi bà được chôn cất. Tốt lắm, tốt lắm. Bà Mary, xin bà đừng lo lắng. Chẳng qua đây cũng là một ý nghĩ ngông cuồng đùa giỡn của bà thế thôi. Sáng mai bà lại cười về chuyện này đấy. Tôi sẽ không thấy cái sáng mai ấy. Tôi sẽ chết đêm nay. Tôi không quá yếu đuối để nán lại chờ cái giây phút sung sướng được nhìn thấy ông lần nữa. Không lẽ tôi lại tuột dốc đến thế sao? Tôi đi nghỉ đây. Ông sẵn sàng đưa tôi lên đến đầu cầu thang chứ? Cha Ráp không tin điều bà Mary Carson nói, nhưng biết rằng cãi lại cũng vô ích. Vả lại bà ta đang trong tâm trạng bất ổn, không nên làm buồn lòng bà bằng một chuyện bông đùa. Chỉ có Chúa là định cái chết của một con người, ngoại trừ trường hợp theo ý muốn riêng, mà ngay cả ý muốn đó cũng do Chúa đã ban cho ta, có thể tự kết liễu đời mình. Nhưng bà đã nói rằng bà sẽ không tự tử mà. Cha Ráp dìu bà ta bước lên từng bậc thang. Bà tỏ ra rất mệt và cần được giúp thật sự. Đến cuối cầu thang, ông cầm hai tay của bà lên, cúi xuống định hôn, nhưng bà ta rút hai tay lại. Riêng đêm nay, tôi không muốn nhận một cái hôn như thế. Hôn trên môi, Ráp, hãy ôm hôn vào môi tôi, như thế chúng ta là đôi tình nhân. Dưới ánh sáng rực rỡ của cây đèn chùm lớn, được thắp đến 400 ngọn nến, bà nhận ra gương mặt của linh mục thật kinh tởm. Bất giác, bà lùi lại. Bây giờ bà muốn chết đi, muốn một cách mãnh liệt không thể nào chần chừ được nữa. Bà Mary, tôi là linh mục, tôi không thể làm chuyện đó. Mary Carson cười lớn, tiếng cười chát chúa quái dị. Ồ, Ráp, ông đúng là một kẻ lừa bịp với tư cách con người và lừa bịp với tư cách một linh mục. Ông chẳng là gì hết, Ráp ạ, một tên lừa bịp bất lực vô ích. Một thứ đàn ông bất lực và một linh mục bất lực. Ngoài kia bình minh chưa rõ nét, kể cả vầng sáng xuất hiện trước đó. Bóng tối êm ái, dày đặc, trong không khí nóng bức còn phủ trùm lên cả De Rahada. Đi đến đầu bên kia bãi cỏ, Cha Ráp đứng sững lại, ngước mắt nhìn lên trời, tìm kiếm Thượng Đế bằng cái anten hoàn toàn bản năng của mình. Đúng rồi, ở một nơi nào đó trên cao, giữa những cái chấm li ti phát ra thứ ánh sáng thanh khiết và vời vợi, có gì ở giữa màn đêm này? Chỉ cần nhìn vòm trời đầy sao cũng đã thuyết phục con người tin vào sự vĩnh cửu và sự tồn tại của Chúa. Tất nhiên bà ta có lý, một kẻ bịp, đúng thật là một kẻ bịp, chẳng ra linh mục, chẳng ra đàn ông. Phải chi có ai có thể tìm hiểu thế nào là người này hoặc người kia? Không, chẳng phải người này, chẳng phải người kia. Linh mục và đàn ông không thể tồn tại chung với nhau. Là đàn ông có nghĩa không là linh mục. Tại sao tôi lại để chân kẹt trong mạng nhện của bà ta? Nọc độc của bà ta thật là dữ dằn, nham hiểm nhiều hơn tôi tưởng tượng. Trong thư chứa đựng điều gì? Có vẻ như bà ta muốn nhử ta. Bà ta đã biết gì, đoán gì, cái gì ở ta mà bà muốn biết hay muốn đoán? Chỉ có sự trống rỗng và sự cô đơn, hoài nghi, đau khổ, luôn luôn đau khổ. Tuy nhiên, bà đã lầm rồi, bà Mary ạ. Tôi vẫn có khả năng làm người đàn ông, tôi không bất lực. Chẳng qua là tôi đã lựa chọn và tôi đã trải qua nhiều năm tự mình chứng minh rằng cái phút giây nổi dậy của thể xác là có thể kiềm chế được.
Có ai đó khóc thì thầm trong nghĩa trang. Đúng là Maggie. Chà Ráp kéo cao áo choàng lên, leo qua hàng rào sắt, không cưỡng lại được lòng háo hức muốn gặp Maggie, vì tối qua ông chưa kịp từ giã. Bản tính dửng dưng đùa cợt trở lại với ông, bà ta không thể nào kéo ông ra khỏi cái bóng hình vẫn ám ảnh ông. Có nhện già nham hiểm, cầu Chúa trừng phạt bà ta bị rửa thây ra, bị rửa thây ra. Maggie thương yêu, đừng khóc nữa. Ông ngồi xuống cạnh cô gái trên thảm cỏ ướt đẫm xương. Cha đoán chắc con không mang theo khăn tay. Cầm lấy khăn của cha, lau nước mắt đi, ngoan nào. Maggie cầm mảnh vải và vâng lời lau nước mắt. Con chưa thay cả chiếc áo đẹp này à? Con ngồi đây từ nửa đêm phải không? Vâng, Bob và Chuck có biết con ở đâu không? Con nói với hai anh là con đi ngủ. Thế thì tại sao còn ra đây? Có chuyện gì hả Maggie? Hồi hôm, cha không nói với con một lời. Xa xa về phía đông, trời ửng lên chút ánh sáng màu ngọc trai. Mấy con gà trống ở Drahoda đón hiệu bình minh bằng tiếng gáy rác cả cổ họng. Bây giờ cha Ráp nhìn rõ dấu vết của những giọt nước mắt đêm qua, không làm mờ được ánh mắt tuyệt đẹp của Maggie. Maggie, trong buổi tiếp tân đêm qua, con là cô gái xinh đẹp nhất, không có ai sánh bằng. Nhưng người ta cũng biết cha thường đến Drahoda nhiều hơn, là công việc thật sự đòi hỏi. Cha là linh mục, vì thế cha đứng trên mọi nghi ngờ. Tuy nhiên, cha e rằng người ta không nhìn các sự việc bằng con mắt ấy. Trong các linh mục, cha được coi là người còn trẻ và dễ coi. Ông dừng lại một lúc, tự hỏi bà Mary Carson sẽ phản ứng ra sao với lối nói chuyện vòng vo né tránh thế này. Tự nhiên ông cười thầm. Nếu cha chú ý vào con một chút thôi, thì cả William này sẽ hay biết tức khắc. Rồi tất cả các đường dây điện thoại sẽ loan truyền tin ấy. Con có hiểu cha nói gì không? Maggie lắc đầu, những lọn tóc quanh óng ánh càng lúc càng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Con còn quá trẻ để hiểu các chuyện rắc rối của đời này. Ông nói tiếp, nhưng cha phải cho con biết dần, và hình như cũng lại chính cha là người dạy dỗ con. Điều mà cha muốn con phải hiểu là dư luận đồn đãi rằng cha chú ý đến con với tư cách đàn ông, chứ không phải tư cách linh mục. Thưa cha! Ghê tởm phải không Maggie? Ông mỉm cười. Nhưng đó là điều mà họ nói, cha đoán chắc với con thế. Con phải hiểu, Maggie, con không còn là đứa trẻ con nữa, con là một cô gái. Thế nhưng con lại chưa biết che giấu tình cảm mà cha dành cho con. Nếu cha đến gần con, nói chuyện với con trước nhiều người đang theo dõi, thì ánh mắt của con sẽ tự thú con ngay, và người ta không thể không hiểu sai trái thái độ của con. Maggie nhìn cha Ráp một cách hơi kỳ lạ, không thể nào hiểu được. Maggie quay đi nơi khác, và cha Ráp chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt. Vâng, con đã hiểu. Trước đây, con thật là ngu đần, không hiểu điều ấy. Con thấy đã đến lúc phải về nhà chưa? Hiện giờ hầu hết mọi người còn ngủ nướng trên giường, nhưng lỡ có ai thức dậy sớm như mọi khi, con lại gặp rắc rối đấy. Con không thể nói con vừa đi với cha về, mà cũng không thể nói con đã có mặt ở nhà, Maggie à. Maggie đứng lên, bất động một lúc, mắt nhìn xuống cha Ráp. Con đi đây, thưa cha, nhưng con cầu mong mọi người hiểu cha hơn, như thế sẽ không ai đặt điều những chuyện như thế về cha. Nhưng có phải cha không hề vấn vương những ý tưởng như vậy? Vì một lý do nào đó, câu hỏi của Maggie làm tổn thương ông, tổn thương nặng nề, hậu quả của nó còn hơn cả những lời châm chọc ác độc của Mary Carson. Không, Maggie, con nói đúng, cha không hề nuôi những ý tưởng như thế. Ông đặt bàn tay lên đầu Maggie. Không, cha hoàn toàn không nghĩ đến. Con về đi, Maggie, con về nhà đi. Cha Ráp nhìn theo Maggie đang chạy giữa các nấm mồ, rồi trèo qua hàng rào thấp. Dưới lớp áo dài thêu những bông hoa hồng,
thân hình của Maggie đẹp dịu dàng, đầy nữ tính và một chút gì đó như không thật. Vào xế chiều, cha Ráp có cảm giác một bàn tay chạm nhẹ vào vai. Ông giơ tay lên định nắm lấy nhưng vẫn không đủ nghị lực để mở mắt ra. Ông muốn giữ lại bàn tay ấy trên má mình. Maggie, ông thì thầm. Thưa cha, cha ơi hãy thức dậy. Giọng nói của Smith kéo ông ra khỏi cơn mê ngủ và ông tìm lại ngay sự tỉnh táo. Chuyện gì đó, bà Smith? Bà Mary Carson, thưa cha, bà đã chết. Đồng hồ đeo tay của ông chỉ 6 giờ hơn. Còn ngái ngủ và mỏi mệt bởi cái nóng nặng nề của ban ngày, cha Ráp vội vàng cởi bỏ bộ đồ ngủ và mặc vào chiếc áo trùng, choàng lên cổ chiếc khăn lễ, lấy dầu làm lễ sức nước thánh, cây thánh giá lớn bằng bạc, trang chuỗi hạt màu đen. Ông cho rằng bà Smith lầm lẫn, ông biết là con nhện già đã chết, bà ta có cố tình thúc đẩy cái chết đến sớm hơn. Nếu như thế, cầu Chúa, bà không để lại một chứng cớ nào rõ rệt và cái chết của bà không làm cho bác sĩ nghi ngờ. Làm lễ sức dầu cho bà ta có ích lợi gì, ông cũng không biết, nhưng dù sao vẫn phải làm điều đó cho bà. Nếu ông từ chối làm lễ thì sẽ có cuộc điều tra và rồi sẽ đẻ ra đủ thứ chuyện rắc rối. Ông cho rằng bà Mary Carson chết vì tự tử. Thế thì làm lễ thánh trên thi thể của bà Mary Carson là một sự xúc phạm đến những gì thiêng liêng nhất. Bà ta đã chết thật, có lẽ đã chết vài phút sau khi cha Ráp từ giã. Như vậy là cách đây khoảng 10 tiếng đồng hồ. Các cửa sổ đều đóng thật kín. Trong phòng có mùi ẩm của hơi nước chứa trong mấy chiếc chậu. Khi còn sống, bà vẫn làm như thế để giữ cho da luôn mát và mịn. Có tiếng vo vo lạ tai trong không khí. Sau một lúc ngơ ngác, cha Ráp nhận ra đó là tiếng ruồi bay. Từng đàn lượn quanh kéo nhau bu lại, thưởng thức buổi tiệc thịnh soạn trên thi thể của bà Mary Carson. Chúng bay qua lại, ghép đôi và đẻ trứng trên cơ thể đã lành của bà. Vì tình thương của Chúa, bà Smith hãy mở cửa sổ ra. Cha Ráp kêu lên, hơi thở dồn dập. Mặt tái nhợt, ông đến gần giường. Một mùi hôi thối khó chịu hơn cả con ngựa chết ở ngoài bãi. Ông ghê tởm, không dám chạm vào thi thể của bà, cũng như ông đã ghê tởm, không dám chạm vào người bà khi bà còn sống, nhất là trên hai môi lúc nhúc đầy trứng ruồi. Cuối cùng thì mọi việc đều xong xuôi, cha Ráp đứng thẳng người lên. Bà Smith, chạy đi báo cho ông Cleary hay, nói với ông ấy ra lệnh cho các con trai đóng ngay một quan tài. Chúng ta không còn thời giờ để chờ mang quan tài từ Willie đến, thi thể của bà đang thối rữa ra. Lạy Chúa, tôi muốn nôn ra và phải đi tắm ngay. Tôi để quần áo ở ngoài cửa, bà hãy đem đốt giùm tôi. Mãi mãi tôi không thể tẩy xóa được mùi hôi thối thấm vào người tôi. Trở về phòng riêng, cha Ráp mặc chiếc quần đi ngựa và áo sơ mi. Bỗng nhiên, ông nhớ lại phong thư và lời thề của mình. Phong bì chứa 4 tờ giấy, ông mở từng tờ và nhận ra 2 tờ sau là di chúc của Mary Carson. 2 tờ đầu dưới hình thức thư riêng viết cho ông. Ráp thân mến của tôi, như ông đã nhận ra, văn bản thứ 2 chứa đựng trong phong bì này là di chúc của tôi. Tôi có lập một di chúc khác, ký tên và đóng khăn lại hoàn toàn có giá trị, hiện nằm tại văn phòng của Happy Girl ở Willie. Di chúc trong phong bì này được lập sau đó rất lâu và tất nhiên nó có giá trị vô hiệu hóa di chúc mà Happy đang giữ. Thật ra, tôi đã lập di chúc thứ 2 chỉ cách đây mấy ngày. Tôi đã yêu cầu Tom và người thợ làm hàng rào ký tên dưới di chúc với tư cách người làm chứng, vì tôi hiểu rằng không thể gọi người được thừa hưởng để làm thủ tục này. Văn bản hoàn toàn hợp pháp, dù rằng người lập không phải là Happy.
không một tòa án nào trong cả nước có thể phủ nhận giá trị của bản thân di chúc sau. Tôi cam đoan với ông như thế. Nhưng tại sao tôi không yêu cầu Happy lập di chúc này? Nếu tôi muốn sửa đổi nội dung của di chúc thứ nhất, lý do thật đơn giản, Ráp thân mến của tôi. Tôi thật lòng muốn không một ai ngoài tôi và ông biết là có tờ di chúc này. Đây là bản duy nhất và bản này ở trong tay ông. Không một người nào biết được việc này cả. Đây là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của tôi. Ông có nhớ đoạn trong Kinh Thánh kể lại Satan đưa Chúa Giêsu lên núi và cám dỗ người bằng cách hứa trao cho người cả thế giới. Thật là thú vị nếu tôi biết được tôi có một quyền lực của Satan và tôi có khả năng cám dỗ người tôi yêu. Ông có hoài nghi về chuyện Satan yêu Chúa? Tôi thì không. Bằng cách trao cho người ấy cả thế giới, trường hợp của ông đứng trước hai con đường phải chọn đã luôn kích thích suy nghĩ của tôi trong suốt những năm gần đây. Và khi tôi càng đến gần cái chết, thì những gì tôi hình dung trong đầu lại càng mang đến cho tôi nhiều thích thú. Sau khi đọc tờ di chúc, ông sẽ hiểu tôi nói với ngụ ý gì. Trong khi tôi bị hỏa thiêu dưới địa ngục, bị loại ra khỏi cái thế giới mà hiện giờ tôi biết, thì ông vẫn còn sống. Nhưng ông cũng sẽ bị thiêu trong một địa ngục của những ngọn lửa dữ dội hơn, các ngọn lửa mà không một thần linh nào có thể tạo ra được. Ráp của tôi ơi, tôi đã tìm hiểu ông đến tận cùng. Rất có thể tôi chẳng làm được việc gì khác, nhưng tôi lại rất biết cách hành hạ những người tôi yêu. Và ông là một con mồi vô cùng hấp dẫn so với người chồng quá cố, Michael thân yêu của tôi. Khi tôi mới biết ông có ý muốn chiếm đoạt Drahada và tiền bạc của tôi, phải không Ráp? Ông coi cả hai là một phương tiện giúp ông mua cái quyền đạt tới vị trí mà ông mong muốn. Nhưng lúc đó, Maggie xuất hiện và ông đã loại ngay trong đầu ông mọi ý nghĩ mua chuộc tôi, phải thế không? Tôi đã trở thành cái bình phong cho các cuộc lui tới của ông ở Drahada, tạo cơ hội cho ông gặp cô bé ấy. Tôi tự hỏi, ông có dễ dàng thay đổi sự trung thành của ông hay không? Nếu ông biết đích xác tôi có một tài sản lớn như thế nào? Ông hoài nghi phải không Ráp? Tôi nghĩ rằng ông không tin điều đó. Đúng là rất khó coi về phía người để lại di chúc khi phải kê khai giá trị chính xác của di sản. Nhưng theo đánh giá của tôi thấy tốt hơn cứ nêu ra đây giúp ông an tâm biết rằng ông có đủ các dữ kiện để lấy một quyết định khi thời điểm đến. Nếu có sai lệch cũng chỉ khoảng vài trăm ngàn bảng. Tài sản của tôi lên tới trên 13 triệu đồng sterling. Tôi đang viết cuối trang 2 và tôi không có ý định nán lại lâu hơn nữa với lá thư này. Hãy đọc di chúc của tôi, Ráp. Và khi đã đọc xong, ông cứ quyết định lấy ông sẽ làm gì. Hoặc ông sẽ trao cho Happy Girl để chính thức hóa, hoặc ông sẽ đốt nó đi và không nói một lời với bất cứ ai về sự tồn tại của nó. Đây là một quyết định hoàn toàn thuộc quyền của ông. Tôi thấy cần nói thêm rằng di chúc nằm ở văn phòng của Happy đã được tôi thảo ra một năm sau khi Buddy đến đây. Trong di chúc đó, tôi để lại toàn bộ tài sản cho em trai tôi. Bây giờ thì ông biết chính xác chuyện gì được đặt ra với ông. Ráp, tôi yêu ông đến mức tôi có thể giết ông vì ông đã xua đuổi tôi. Nếu tôi không kịp suy nghĩ lại, cách trả thù đó là quá nhẹ nhàng. Tôi không thuộc loại người cao thượng. Tôi yêu ông, nhưng tôi muốn ông gào thét lên vì kinh hoàng, vì rằng tôi biết rất rõ quyết định mà ông sẽ chọn. Tôi biết một cách chắc chắn như là tôi có mặt ở đó đang nhìn ông. Ông sẽ gào thét lên, Ráp, và ông sẽ biết thế nào là nỗi kinh hoàng. Thế thì cứ đập đi, chàng linh mục đẹp trai đầy tham vọng của tôi. Hãy đọc đi di chúc của tôi và hãy quyết định số phận của mình.
Lá thư không có chữ ký, kể cả chữ ký tắt. Cha Ráp cảm thấy mồ hôi ướt đẫm trán mình, nhỏ giọt từ gáy xuống lưng, và ông muốn đứng dậy ngay, đem đốt cả hai văn bản, không cần xem nội dung của tờ di chúc. Nhưng quả thật bà ta hiểu quá nhiều con mồi của mình, các con nhện già phục phịch ấy. Tất nhiên rồi, Linh Mục lại tiếp tục đọc văn bản thứ hai. Ông quá tò mò để có thể chống lại sự cám dỗ. Chúa ơi, ông đã làm gì mà để cho bà ta nhận chìm vào một cơn xoáy kinh khủng như thế? Tại sao phụ nữ lại mang đến cho ông lắm khổ lụy? Tại sao thân xác ông không lùn thấp, tật nguyền xấu xa? Nếu được như thế, biết đâu ông sẽ hạnh phúc. Hai tờ giấy kia của di chúc cũng cùng một tuồng chữ nhỏ nhắn và chi ly, cũng ti tiện và hằn thù như lòng dạ đàn bà. Tôi ký tên dưới đây là Mary Carson, khỏe mạnh và sáng suốt. Tuyên bố đây là di chúc của tôi, có giá trị vô hiệu hóa và tiêu hủy các di chúc cũng do tôi lập ra trước đây. Ngoại trừ các vật di tặng đã nêu ra dưới đây, tôi để lại toàn bộ động sản và bất động sản cho Tòa Thánh La Mã với những điều kiện sau đây. Thứ nhất, Tòa Thánh La Mã đã nêu trên, dưới đây sẽ gọi tắt là Tòa Thánh, phải hiểu rằng tôi đã kính trọng và thương yêu như thế nào người đại diện của Chúa, Cha Ráp de Pricasso. Duy nhất vì lòng nhân đức của cha, do sự biết ơn ở người đã hướng dẫn linh hồn tôi, do sự giúp đỡ mà cha đã mang đến cho tôi và không bao giờ từ chối, chính vì những lý do ấy mà tôi đã để lại toàn bộ tài sản của tôi cho Tòa Thánh. Thứ hai, Tòa Thánh tiếp tục hưởng các quyền lợi của di sản này cho đến khi Tòa Thánh còn thừa nhận phẩm giá và khả năng của cha Ráp de Pricasso nói trên. Thứ ba, chính cha Ráp de Pricasso đã nêu, có trách nhiệm quản lý và điều hành tất cả động sản và bất động sản với tư cách là người quản lý chính của di sản này. Thứ tư, nếu cha Ráp de Pricasso được nêu trên qua đời, thì tờ di chúc của cha sẽ được nhìn nhận về mặt pháp lý liên quan đến sự quản lý tiếp tục tài sản của tôi. Có nghĩa là Tòa Thánh vẫn tiếp tục làm chủ tài sản này, nhưng Linh Mục Ráp de Pricasso là người duy nhất có thẩm quyền chỉ định người thay thế cha để quản lý. Không bắt buộc người thay thế cha Ráp de Pricasso phải được chọn trong giáo sĩ hay người giáo hội theo đạo Công giáo. Thứ năm, điền trang de Rajada không được bán hay phân chia. Thứ sáu, em tôi Baudric Cleary phải được giữ lại làm người quản lý điền trang de Rajada, được quyền ở tại tòa nhà của tôi và được trả hàng tháng một số tiền lương mà chỉ có cha Ráp de Pricasso được biết mà thôi. Thứ bảy, trong trường hợp em tôi, Baudric Cleary qua đời, thì vợ em tôi và các con của em tôi được quyền tiếp tục ở tòa nhà đó và cương vị quản lý điền trang sẽ trao cho các con của em tôi theo thứ tự Robert, John, Huey, Stuart, James và Patrick. Danh sách này loại Frank. Thứ tám, khi Baudric qua đời và đứa con cuối cùng của em tôi cũng qua đời, thì các quyền lợi dành cho Baudric Cleary sẽ được chuyển sang các cháu của em tôi. Những di tặng riêng, để lại cho Baudric Cleary tất cả đồ đạc trong các ngôi nhà nằm trên đất của điền trang de Rajada. Bà Eunice Smithson, quản gia của tôi, được quyền ở lại cương vị hiện nay của bà với số lương xứng đáng cho đến khi nào tùy ý muốn của bà. Ngoài ra trao ngay cho bà số tiền 5.000 bảng Anh. Khi bà về hưu, trả cho bà một trợ cấp đầy đủ. Với Minerva O'Brien và Catherine Donnelly, cả hai được quyền ở lại cương vị mình cho đến khi nào tùy ý. Trao cho mỗi người 1.000 bảng Anh ngay bây giờ và khi về hưu, cả hai nhận một số tiền trợ cấp đầy đủ.
với cha Ráp de Bricasso hàng năm hưởng một số tiền là 10.000 bảng Anh, như thế suốt cả đời, để cho cha sử dụng việc riêng không cần báo cáo. Tờ di chúc có chữ ký hợp lệ, ghi rõ ngày tháng và chữ ký người làm chứng. Phòng của cha Ráp nhìn ra hướng Tây, mặt trời đang lạnh, màn bụi mỏng xuất hiện vào mỗi mùa hè, phủ lên cả không gian đang chìm trong yên lặng. Các tia mặt trời xuyên qua màn bụi li ti ấy không khác gì những ngón tay, tất cả sáng rực lên màu vàng ánh và màu tía. Hoan hô Mary, ông nói một mình. Bà Mary ơi, tôi phải nhìn nhận là bà đã thắng tôi. Một đòn của bậc sư, tôi là người bị lừa chứ không phải bà. Nước mắt rơi xuống từ lúc nào, làm cha Ráp không còn nhìn thấy rõ các tờ giấy đang cầm trên tay. Ông vội vã đưa ra xa để tránh khỏi bị nhòa. 13 triệu đồng bảng Anh, 13 triệu đồng bảng Anh. Đúng lắm, đó là mục tiêu mà ông nhắm đến trước thời gian ông gặp Maggie. Với sự xuất hiện của Maggie, ông đã bỏ rơi kế hoạch riêng, vì rằng ông không thể lạnh lùng tiến hành một chiến dịch mà ông biết cuối cùng trút quyền thừa kế của Maggie. Nhưng nếu ông biết trước chính xác tài sản của con nhện già kết xù như thế, thì ông đã như thế nào? Phản ứng của ông sẽ ra sao? Ông không bao giờ tưởng tượng rằng Mary Carson có thể để lại cho ông 1/10 số tiền này, nói chi 13 triệu đồng bảng Anh. Suốt 7 năm, Betty và gia đình sống âm thầm trong ngôi nhà dành cho viên quản lý. Mọi người trong gia đình làm việc cật lực cho Mary Carson. Vì cái gì? Vì khoản tiền công bủn xỉn của bà ta sao? Chưa một lần cha Ráp chứng kiến Betty than phiền sự đối xử keo kiệt của người chị. Có lẽ Betty nghĩ rằng ông ta sẽ được đền bù lại khi Mary Carson qua đời. Betty chịu đựng đến mức quen dần và cuối cùng yêu thương Drahada như điền trang này đã thuộc về ông. Có lẽ ông cho rằng ngày nào đó cả cơ ngơi này cũng thuộc về ông thôi. Mary, bà thật là tinh quái, cha Ráp lặp lại một mình. Lần đầu tiên kể từ thuở ấu thơ, những giọt nước mắt rơi đầm đìa trên tay ông, nhưng không hề rơi lên tờ di chúc. 13 triệu bảng Anh, và còn có cả khả năng trở thành hồng y Bricasso. Dĩ nhiên là bằng cách tước đoạt quyền thừa kế của Betty, vợ ông ta, các con trai ông ta và cả Maggie. Trời ơi, hình như bà ta đã hết sức quỷ quái, thấy được cả ruột gan của mình. Nếu Mary tước đoạt công sức Betty một cách trần trụi, thì con đường của cha Ráp được vạch ra quá rõ ràng. Ông sẽ cầm ngay tờ di chúc, đứng lên đi xuống bếp và ném nó vào lò lửa không một chút do dự. Nhưng không, Mary Carson không làm thế. Bà lại bảo đảm cho Betty không túng thiếu, lại có được một cuộc sống dễ thở hơn ở Drahada sau cái chết của bà ta. Mặt khác, điền trang này cũng không hẳn trút khỏi tay ông. Thu nhập các loại của điền trang và quyền sở hữu của ông không được hưởng. Đúng thế, nhưng ông vẫn ở trên đất đó. Vâng, tuy ông không làm chủ cái tài sản kết xù 13 triệu bảng Anh, nhưng ông vẫn được kính trọng và sống một cách đầy đủ. Maggie không bao giờ đói, không bị tước đoạt tất cả. Có điều là Mary Carson không tạo điều kiện cho Maggie sánh ngang vai với tiểu thư Carmichael và giới thượng lưu thuộc địa, hoàn toàn được kính trọng, được chấp nhận trong giới giàu sang, nhưng không bao giờ thuộc hẳn vào tầng lớp bên trên. Không bao giờ. 13 triệu bảng Anh, đủ điều kiện để rời bỏ Willoughby và bóng tối vĩnh cửu, tạo được một vị trí trong hàng chức sắc của nhà thờ, được lòng những người ngang hàng và cả với các đấng bề trên. Tất cả những điều thuận lợi ấy đến giữa lúc ông còn trẻ, còn có thể tranh thủ những gì bị bỏ dở lâu nay. Mary Carson đã biến Willoughby thành trung tâm lãnh địa dành riêng cho Đức
tổng giám mục, đại diện của giáo hoàng. Dư âm của sự việc này sẽ vang dội đến Vatican, và đó là cách trả thù của bà. Dù cho giáo hội giàu có đến đâu, 13 triệu bảng Anh vẫn là 13 triệu bảng Anh. Đó không phải là một số tiền có thể coi nhẹ, dù với giáo hội đi nữa. Và chính cha Ráp là người duy nhất có thể đưa tài sản kết xù ấy về cho nhà thờ. Ông là người đã được nhìn nhận trên giấy trắng mực xanh với chữ viết không thể chối cãi của Mary Carson. Ông biết rằng Buddy sẽ không phủ nhận tờ di chúc. Chính bà Mary Carson đoán trước điều đó. Cầu Chúa đầy mụ già này mục xương dưới địa ngục. Nhưng chắc chắn Buddy sẽ giận dữ, sẽ từ chối nhìn mặt và từ nay chẳng thèm nói một lời nào với ông. Nhưng dù có giận dữ, ông ấy cũng sẽ không kiện được ra tòa. Thật sự có cần lấy một quyết định không? Quyết định ấy cha Ráp đã biết rồi. Ngay lúc vừa đọc tờ di chúc, ông đã biết sẽ phải phản ứng như thế nào. Nước mắt đã khô ráo, cha Ráp đứng lên, nhẹ nhàng và gọn gàng như mọi khi. Ông xem lại chiếc áo sơ mi bỏ vào quần đã gọn gàng chưa, rồi đến gần cửa. Ông phải đi ngay Willie để lấy chiếc áo ròng và các thứ khác để làm lễ tang. Nhưng trước hết, ông phải nhìn mặt Mary Carson lần cuối. Các cửa sổ được mở toang nhưng mùi hôi thối vẫn xông lên, không có một ngọn gió nhẹ. Đi những bước dứt khoát, ông đến gần giường nhìn xuống. Những trứng ruồi đẻ đã bắt đầu nở thành giòi, lổn ngổn trên gương mặt có nhiều nơi ẩm ướt. Bàn tay và cánh tay Mary Carson đã sình lên, da nứt ra với những đốm màu xanh tái. Ôi lạy Chúa, sao con nhện già lại kinh tởm như thế? Bà ta đã thắng, nhưng thắng như thế nào? Thắng lợi của một hình nhân đang thối rữa đối với một hình nhân gớm ghiếc khác. Nhưng mụ sẽ không bao giờ thắng được Maggie của ta, không thể nào tước đoạt ở Maggie những gì không thuộc về mụ. Rất có thể ta cũng bị thiêu ở hỏa ngục kế bên mụ, nhưng ta đã biết trước hỏa ngục dành cho mụ như thế nào. Mụ mong muốn vô cùng hai chúng ta sẽ cùng nhau rụt xương trong vĩnh cửu, nhưng mụ sẽ vẫn thấy ta hết sức dửng dưng trước mụ. Cha Ráp trầm ngâm khá lâu, lâu hơn thời gian đi về nhà xứ và trở lại. Trước khi về nhà, ông đã ghé lại nhà của Harry Gould ở Willapone. Rigo vừa ngồi vào bàn ăn, đứng dậy và đi thẳng vào phòng khách khi được chị giúp việc báo tin cha Ráp đến. Thưa cha, xin mời cha dùng cơm, có thịt bò nấu nhừ với khoai tây luộc, đặc biệt thịt bò không mặn lắm. Không, cảm ơn Harry, tôi không thể dùng cơm với ông được. Tôi ghé qua đây để cho ông biết bà Mary Carson đã mất sáng nay. Chúa ơi, tôi mới dự buổi tiếp tân của bà tối hôm qua. Bà ta trông khỏe mạnh lắm, thưa cha. Đúng thế, bà ta còn rất khỏe khi tôi dìu bà lên cầu thang hồi 3 giờ. Nhưng hình như bà chết ngay khi nằm xuống. Bà Smith phát hiện điều đó vào lúc 6 giờ chiều hôm nay. Ngày mai sẽ chôn. Phải, chôn ngày mai. Nhờ cha nói cho ông Buddy biết, tôi sẽ mang di chúc của bà Mary Carson đến để kịp mở ra đọc ngay sau khi mai táng. Cha cũng là một trong những người được hưởng một phần tài sản, thưa cha. Do đó tôi cũng mời cha chứng kiến lúc đọc di chúc. Tôi e rằng chúng ta gặp một chút rắc rối, Harry. Ông có biết không, Mary đã lập một tờ di chúc khác. Tối hôm qua, sau khi rời cuộc tiếp tân, bà đã trao lại cho tôi một phong thư được khành kín và buộc tôi phải long trọng hứa với bà chỉ mở phong thư ấy sau khi tôi biết chắc bà đã qua đời. Tôi đã làm theo ý nguyện của bà và được biết phong thư ấy chứa đựng một di chúc. Bà Mary đã lập một di chúc khác, không có mặt tôi. Hình như thế, theo tôi nghĩ bà ta đã tính việc này từ lâu, nhưng không biết lý do nào đã thúc đẩy bà giữ kín như thế. Cha có mang theo di chúc đó không? Có. Cha Ráp đưa tay vào áo, rút ra bản di chúc được xếp rất cẩn thận và trao cho Harry.
Vị trưởng khế không cần tỏ ra chút tế nhị nào, ông ta đọc ngay tại chỗ. Khi đọc dứt, ông ngước lên nhìn cha Ráp. Linh Mục thấy trong mắt ông ta điều mà Linh Mục chẳng muốn thấy chút nào: sự ngưỡng mộ, sự giận dữ, rồi một sự khinh bỉ nào đó. Thế thì xin có lời chúc mừng cha. Cuối cùng thì cha thừa hưởng trọn tất cả. Vì không phải là người Công giáo, ông ta tự cho phép mình nhận xét như thế với cha Ráp. Này ông Harry, hãy tin tôi, điều này làm cho tôi bất ngờ không kém ông đâu. Có phải đây là bạn duy nhất? Theo tôi biết thì đúng thế. Và bà đã trao cho cha lúc khuya đêm qua. Vâng. Vậy thì tại sao cha không tiêu hủy nó đi, để có thể bảo đảm cho Buddy được thừa kế những gì đáng lý thuộc quyền của ông ấy? Nhà thờ không có lý do gì yêu sách tài sản của bà Mary Carson. Linh Mục Ráp nhìn thẳng ông trưởng khế, không có chút gì quỷ quyệt. Ồ, như thế thì không đúng đắn, Harry. Quyền sử dụng tài sản như thế nào thuộc về bà Mary Carson? Tôi sẽ cố vấn cho ông Buddy đâm đơn kiện, chống lại tờ di chúc thứ hai. Ông có lý. Sau câu nói đó, hai người chia tay nhau. Sáng hôm sau, ngay khi chưa ai đến đưa đám, cả thị trấn Gullabone và khắp trong vùng đã biết tin tài sản của Mary Carson về tay ai. Ván bài đã lật ngửa, hết đường thối lui. Cha Ráp cho ô tô dừng lại, cách dãy phía sau nhà khá xa. Ông bước xuống và đi chậm chậm. Các cửa sổ đều có ánh sáng rọi ra. Có bóng đen nào đó ở một nơi khuất sau cây đậu tía. Cha Ráp đứng lại, giật mình rợn tóc gáy. Có nhện cái già vẫn có những cái cách riêng của bà ta để gây bất ngờ. Nhưng không, hóa ra là Maggie trong bộ quần áo đi ngựa với đôi giày ống cao, đang sốt ruột chờ ông trở lại. Con làm cho ta hoảng sợ, ông nói cụt ngủn. Con xin lỗi cha, con không muốn làm thế, nhưng con cũng không muốn ở trong nhà với ba và các anh con. Mẹ con ở đằng nhà với hai em, đáng lý giờ này con phải cầu kinh với bà Smith, Minnie và Kate, nhưng con không muốn cầu nguyện cho bác Mary, như thế là có tội phải không cha? Chính vào lúc ấy, cha Ráp không cho phép ông nói điều gì đó làm vui lòng linh hồn của Mary Carson. Cha không cho rằng đó là một tội lỗi, Maggie à. Ngược lại, chính sự giả dối mới là có tội. Cha cũng thế, cha không muốn cầu nguyện cho bà ta. Bà ấy không tốt lắm. Ông nhìn Maggie bằng một nụ cười rạng rỡ. Thế thì nếu con mắc tội vì đã nói cho cha biết suy nghĩ của con, thì cha cũng thế. Nhưng riêng trong trường hợp của cha thì tội nặng hơn. Tội bắt buộc phải yêu thương mọi người. Gánh nặng ấy con không phải gánh như cha. Cha có khỏe không? Khỏe, tốt lắm. Ông vừa nói vừa nhìn lên tòa nhà, sau đó là một tiếng thở dài. Cha cũng không muốn vào trong đó chút nào, có thế thôi. Cha không muốn ở chung dưới một mái nhà với bà ta cho tới sáng và chờ đợi cho bọn ma quỷ tối tăm bị xua đuổi. Nếu ngay bây giờ cha thắng ngựa, con có chịu cùng cha đi dạo cho tới lúc trời sáng không? Bàn tay của cô gái phớt nhẹ qua tay áo đen rồi để rơi xuống. Con cũng vậy, con không muốn vào trong đó. Con chờ cha một phút để cha cất chiếc áo trùng vào ô tô. Con đi xuống chuồng ngựa. Lần đầu tiên cô muốn đối diện với cha Ráp, ngay trên tư thế của ông, tư thế của người lớn. Còn cha Ráp thì cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ở Maggie, như cảm nhận hương thơm hoa hồng ngào ngạt trong vườn bà Mary Carson. Những hoa hồng, tro của hoa hồng, hoa hồng, đâu đâu cũng hoa hồng. Những hoa hồng, về đêm chỉ còn lại hương thơm của hoa hồng. Maggie thân yêu của ta, ta đã bỏ rơi cô ta. Nhưng cô ta có hiểu không? Cô ta đã trở thành một mối đe dọa. Cho nên ta đã giẫm nát Maggie dưới đế giày tham vọng. Maggie không còn là gì khác hơn là một loài hoa hồng tan tác
trên cỏ, hương thơm của hoa hồng, mùi ghê tởm của Mary Carson, hoa hồng và tro của hoa hồng. Tro của hoa hồng, ông thì thầm một mình khi ngồi lên lưng ngựa. Chúng ta đi thật xa, mùi thơm của hoa hồng xa cách như mặt trăng. Ngày mai, mùi thơm hoa hồng sẽ ngập tràn cả nhà. Ông thúc gót giày vào hông ngựa hồng, cho nó đi chậm chậm trước Maggie trên con đường chạy dọc theo bờ suối, lòng nghẹn ngào. Cho đến khi ông nghe mùi hương ngào ngạt của những cụm hồng mà ngày mai đây sẽ phủ kín quan tài của bà Mary Carson, ông vẫn chưa ý thức biến cố sẽ xảy đến tức thời. Ông sẽ phải ra đi ngay. Quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều xúc cảm, tất cả không thể dồn nén. Tòa thánh sẽ không để ông móc meo ở cái xó Willy này một ngày nào sau khi được biết nội dung của tờ di chúc khó có thể tưởng tượng này. Ông sẽ bị gọi về Sydney tức thời, ngay tức thời. Ông trốn chạy một sự đau khổ mà lần đầu tiên ông nếm trải. Không phải là chuyện tình cờ nào đó trong tương lai lờ mờ. Chuyện này sẽ xảy ra tức khắc. Và ông đã mường tượng ra gương mặt của Betty, sự ghê tởm hiện lên ở con người tốt bụng ấy, cách né tránh để khỏi phải chạm mặt. Sau đó, không bao giờ ông được tiếp đãi nồng hậu nữa tại The Rahada, và ông sẽ không bao giờ gặp lại Maggie. Nhưng rồi tiếng vó ngựa điên cuồng đã mang lại cho cha sự tự tin thường có. Như thế còn hơn, như thế còn hơn, như thế còn hơn. Ngựa phi, rồi ngựa lại phi. Đúng vậy, như thế sẽ ít đau khổ hơn. Thà ẩn mình trong sự an toàn của một tu phòng nào đó, của tòa tổng giám mục, mà mỗi lúc một ít đau khổ hơn, và càng ít đau khổ hơn cho đến khi nỗi đau trong lòng tan biến. Nên chọn như thế còn hơn là ở lại Willabone để nhìn thấy Maggie biến thành một con người khác, rồi đến một hôm phải làm phép cưới cho cô ta với một người xa lạ. Hãy để Maggie ra ngoài tầm mắt, ra ngoài suy nghĩ. Như vậy thì ta đang làm gì cho Maggie giữa lúc này? Phi ngựa qua các lùm cây và bụi rậm, cách xa con suối. Ông không làm sao hiểu nổi lý do, chỉ nghe trong tim mình nhói đau. Không phải cơn đau do sự phản bội, Maggie không bao giờ làm chuyện đó, mà chỉ là nỗi đau của sự chia ly. Cha ơi, con không theo kịp cha, đừng chạy nhanh quá, thưa cha. Tiếng gọi của Maggie đưa cha trở về với bổn phận, trở về với thực tế. Cũng như trong một phim quay chậm, ông kéo ngược hàm ngựa để cho nó quay lại và ghim lại tại chỗ cho đến khi con vật chịu đứng yên. Cha đứng đó chờ nàng đuổi kịp. Tai họa là thế đó, Maggie đuổi kịp ta không? Hai người dừng lại bên một đầm lớn, sóng nước sôi sục mùi lưu huỳnh. Cha Ráp ngồi trên một khúc gỗ ven bờ, Maggie cũng ngồi xuống theo nhưng cách một khoảng. Cô ngồi nghiêng một bên, cố ý để quan sát cha Ráp. Có chuyện gì đó, thưa cha? Có cái gì đó hơi lạ khi nghe một câu mình thường hỏi ta. Cha Ráp mỉm cười. Cha đã bán con, Maggie nhỏ bé của cha, bán với giá 13 triệu bảng Anh. Cha đã bán con. Một cách nói hình tượng, điều đó không quan trọng lắm. Con hãy lại gần đây, rồi đây chúng ta sẽ không còn dịp để nói chuyện với nhau nữa. Ý cha muốn nói, trong suốt thời gian chịu tang chứ gì? Maggie bước tới gần. Con không thấy có gì khác biệt giữa chuyện có tang và không có tang. Cha không nói đến chuyện đó, Maggie ạ. Hay là tại con đã lớn và người ta có thể xem pha chuyện của chúng ta? Cũng không đúng như thế đâu, chẳng qua là cha sẽ ra đi. Lại thế đấy, thêm một cú định mệnh ngàn cân giáng vào đời cô. Không kêu la, không khóc, không nổi trận cuồng phong phẫn nộ, mà chỉ hơi giật nảy người, giống như cái gánh nặng ngàn cân đặt lệch trên đôi vai, khiến Maggie mất thăng bằng.
Maggie nén hơi thở, không để buông một tiếng thở dài. Khi nào thưa cha? Trong vài ngày. Cha ơi, đó là điều khổ tâm cho con hơn cả sự ra đi của Frank. Còn với cha thì chưa bao giờ trong đời lại khổ tâm như thế. Cha không có một niềm an ủi nào. Nhưng con ít ra cũng còn có gia đình. Cha có Chúa. Con nói hay lắm Maggie, con đã thật sự trưởng thành. Nhưng Maggie thuộc hạng phụ nữ, luôn biết mình muốn gì, đeo đẳng bền bỉ một mục đích. Cho nên cô trở lại một câu hỏi bỏ dở khi hai người phi ngựa trên con đường dài 5 cây số. Ráp ra đi, thật là khó chịu đựng nổi sự vắng mặt ấy. Nhưng dù sao, Maggie cũng cần đặt ra một câu hỏi. Thưa cha, lúc ở chuồng ngựa, cha có nói, tro của hoa hồng, có phải ý cha muốn nói về màu áo của con? Một phần như thế, nhưng có lẽ cha muốn nói theo một nghĩa khác. Nghĩa nào? Thật khó để cho con hiểu, Maggie bé nhỏ của ta, đó là việc suy nghĩ của một ý tưởng đang chết dần, không được quyền sinh sôi và cũng không được quyền nảy nở. Không có một thứ gì lại không có quyền được sinh ra, kể cả một ý tưởng. Ông quay lại để nhìn rõ Maggie hơn. Nhưng con biết cha định nói gì chứ? Có lẽ con biết. Không phải tất cả những gì được sinh ra đều tốt, Maggie ạ. Không, cái gì đã sinh ra thì bản thân nó đã mang cả ý muốn được tồn tại. Con nói như một tu sĩ dòng tên, con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Một tháng nữa thôi, con đã 17 tuổi rồi, thưa cha. Con trải qua 17 năm khá vất vả. Nhưng thế đấy, những cực nhọc làm cho con người ta trở nên già dặn. Trong những lúc rảnh trí, con thường nghĩ gì, Maggie? Ôi, con nghĩ đến Jim, Patrick, đến các anh khác của con, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến Ho và cô Mary, đôi khi nghĩ đến chuyện làm sao để có con. Con rất thích như thế, và con nghĩ đến mọi thứ trên đời mà đàn ông thường vẫn đề cập, rồi thời tiết, mưa, vườn rau, các con gà mái đẻ trứng, và nghĩ đến ngày mai con sẽ làm gì. Thế con không nghĩ đến chuyện sẽ lấy chồng à? Không, nhưng con lại nghĩ rằng phải có một người chồng nếu con muốn có con. Thật đáng tội nghiệp đứa con không có cha. Tuy lòng quặn đau, cha Ráp vẫn mỉm cười. Maggie là hiện thân của một sự pha trộn kỳ lạ giữa hiểu biết non nớt và ý thức đạo đức cao cả. Đột nhiên, ông quay lại, nâng cầm Maggie và nhìn thẳng vào mắt cô gái. Làm thế nào đây? Phải làm gì đây? Maggie, mới đây cha nhận ra một điều mà đáng lẽ cha đã thấy từ lâu. Con không hoàn toàn thành thật với cha khi con nói về những điều con nghĩ, có phải thế không? Con, Maggie chỉ lấp lửng và im lặng. Con không nói rằng con đã nghĩ đến cha phải không? Nếu con không cảm thấy điều đó là tội lỗi thì con đã nhắc tên cha cùng một lúc với ba của mình. Như vậy, tốt hơn là cha phải đi khỏi nơi đây, con thấy đúng không? Con đã bắt đầu quá cái tuổi để nuôi dưỡng trong đầu một ý thích ngông cuồng kiểu trẻ con, mặc dù con rất già dặn so với một cô gái chưa đầy 17 tuổi. Cha vui mừng khi thấy con không biết gì về những thực tế của cuộc sống, nhưng cha lại hiểu rằng những mối tình vẩn vơ trẻ con cũng gây ra lắm đau khổ. Cha cũng từng trải qua như thế. Maggie định nói gì lại thôi, hai con mắt long lanh như muốn khóc, nhìn xuống và lắc đầu. Này Maggie, đây chỉ là một chặng đường, một cột mốc dẫn con đến cuộc đời của một người đàn bà. Vài năm nữa con sẽ gặp người nào đó, sau này sẽ làm thành chồng con. Con sẽ bận rộn vô cùng để tổ chức cuộc sống. Và khi ấy, nếu có nhớ đến cha, thì cũng chỉ là nhớ đến như một người bạn trước đây đã giúp mình trải qua cơn khủng hoảng của thời nhỏ. Điều con phải tránh là ước mơ lãng mạn về cha để rồi trở thành thói quen. Cha không có quyền đối xử với con như một người chồng. Cha không bao giờ nhìn con trong hướng ấy.
Maggie, con hiểu lời cha chứ? Khi cha nói cha yêu con, không phải với tư cách một người đàn ông. Vì thế mà con không được mơ mộng về cha. Cha sẽ ra đi và ít hy vọng có thời giờ trở về Drahada này, dù là một cuộc thăm viếng bình thường. Hai vai của cô gái vẫn cụp xuống, như thể cái sức nặng từ trên đè xuống quá mức chịu đựng. Nhưng Maggie vẫn ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt cha Rap. Con không mơ mộng cha nữa đâu, cha đừng lo. Con biết cha là linh mục. Con biết không, cha không hề nghĩ rằng mình đã chọn lầm sứ mệnh. Nó đã thỏa mãn trong cha một nhu cầu mà không ai có thể làm thỏa mãn được, kể cả con. Con biết, con nhận ra điều đó khi chứng kiến cha hành lễ. Cha có quyền lực. Con tin rằng lúc ấy cha cảm nhận hoàn toàn rằng mình hòa đồng với Đức Chúa Trời. Ta nghe rõ từng hơi thở nín lặng trong nhà thờ, Maggie ạ. Mỗi ngày ta chết đi và mỗi sáng ta sống lại khi làm lễ. Có phải chăng chính vì ta là một đấng chân chiên được Chúa lựa chọn, hay vì ta cảm nhận được từng hơi thở bị nén lại và ta đoán được uy quyền của ta đối với tất cả những linh hồn tồn tại? Điều ấy có gì là quan trọng đâu cha, như thế đó và chỉ thế thôi. Rất có thể điều đó không quan trọng đối với con, nhưng với ta thì khác. Ta hoài nghi, hoài nghi. Nhưng rồi Maggie trở lại điều cô tha thiết nhất. Con không biết thiếu cha, con sẽ sống ra sao. Bắt đầu là Frank, bây giờ đến cha. Với Hô thì khác, ít ra con biết rằng Hô đã chết và sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng cha và Frank đều còn sống. Con sẽ luôn tự hỏi, hai người thân thiết nhất đời con ra sao, đang làm gì, mọi chuyện có tốt đẹp cả không? Con có giúp được gì cho họ không? Con cũng cần biết cha có còn sống không nữa chứ? Cha cũng có những băn khoăn ấy, Maggie ạ. Và cha biết rằng Frank cũng thế thôi. Ồ không đâu, Frank đã quên chúng ta. Rồi cha cũng thế thôi, cha sẽ quên chúng con. Cha mãi mãi không bao giờ quên con, Maggie, mãi mãi, cho đến khi cha còn sống trên cõi đời này. Và đó sẽ là một hình phạt cho cha khi được sống lâu thật lâu. Ông đứng lên, đưa tay ra cho Maggie nắm lấy cùng đứng dậy, rồi đặt hai tay lên hai vai Maggie với một cử chỉ che chở, âu yếm. Đã đến lúc chúng ta từ biệt nhau, Maggie. Chúng ta sẽ không còn có dịp gặp riêng như thế này nữa. Nếu cha không phải là linh mục, cha có lấy con làm vợ không? Nghe nhắc nhở lại tâm trạng cũ, cha Ráp xao xuyến lạ lùng. Đừng có lúc nào cũng luôn miệng gọi ta là cha. Maggie có thể gọi ta là Ráp. Lời nhắc nhở ấy của cha Ráp không là câu trả lời mà Maggie chờ đợi. Mặc dù áp sát người vào Maggie, ông vẫn không có ý định ôm hôn. Maggie ngước lên nhìn ông, đang chìm dần vào trong bóng đêm dày đặc. Trăng đã khuất từ bao giờ. Ráp cảm giác hai đầu nhọn nhỏ nhắn trên ngực Maggie chạm nhẹ vào người ông, một thứ cảm giác kỳ lạ, bối rối. Càng bối rối hơn nữa là Maggie đã áp sát người vào Ráp, một cách buông thả của người vợ hằng đêm âu yếm chồng. Rất tự nhiên, hai tay Maggie bấm vào cổ Ráp và ôm Ráp siết mạnh. Chưa bao giờ cha Ráp đặt lên môi phụ nữ một cái hôn yêu thương nào, ngay cả lúc này đây cũng không muốn như thế. Một chạm nhẹ dịu dàng trên má, một cái siết vội vã, giống như những điều mà Maggie thường chờ đợi ở cha ruột mình trước khi ông đi xa. Maggie vừa nhạy cảm lại vừa kiêu hãnh. Cha Ráp vô tình xúc phạm đến cô khi đón nhận một cách lạnh lùng những ước mơ sâu kín nhất mà cô hằng ôm ấp. Đúng thế, cũng như cha Ráp, Maggie mong chấm dứt ngay cái giây phút từ biệt này. Liệu rằng mình có được an ủi chút nào không, khi biết được cha Ráp còn chịu nhiều đau khổ hơn trong phút giây này?
Khi ông nghiêng đầu xuống hôn lên má Maggie, cô đã nhón chân lên và phải chăng là do tình cờ môi của Maggie chạm qua môi cha Ráp. Đầu cha Ráp bật ngược ra sau như vừa nếm phải nọc độc của con nhện, nhưng rồi sực nhớ lại rằng mình sẽ mất Maggie vĩnh viễn. Cha Ráp lại cúi đầu sát Maggie, định nói điều gì đó với đôi môi dễ thương và mím chặt ấy. Còn Maggie cố gắng để trả lời, đôi môi hé mở. Cái cơ thể trẻ trung ấy bỗng nhiên như mất đi tất cả những xương thịt, biến thành một thứ chất lỏng, một phần của những bóng đêm ấm áp và tan biến vào đó. Một tay Ráp choàng qua thân người Maggie, bàn tay còn lại, Ráp vuốt ve mái tóc và gáy, giữ cho gương mặt cô ngước nhìn lên, như sợ rằng Maggie có thể thoát đi mất vào ngay giây phút ngắn ngủi này. Trước khi ông kịp khắc ghi vào tâm khảm sự hiện diện kỳ ảo của Maggie. Maggie đó nhưng không phải là Maggie, quá xa lạ để mà quen thuộc, vì rằng Maggie của cha Ráp chưa là phụ nữ, chưa mang đến cái cảm giác của người phụ nữ và không bao giờ là một phụ nữ đối với ông, cũng như không thể nào ông là đàn ông đối với cô. Ý nghĩ đã chiến thắng những giác quan đang rối bời. Cha Ráp gỡ hai tay đang choàng cổ ông, đẩy nhẹ Maggie ra và tìm cách nhìn vào đôi mắt của cô trong bóng đêm. Nhưng Maggie cúi mặt xuống, từ chối nhìn cha Ráp. Đã đến lúc chúng mình phải rời khỏi đây. Không một lời, Maggie bước đến gần con ngựa, leo lên lưng ngồi chờ. Thường khi thì cha Ráp ngồi sẵn để chờ Maggie. Đúng như cha Ráp tiên đoán, tòa nhà ở Drahoda ngập tràn hoa hồng, các vườn hồng chung quanh đều tập trung hoa về đây. Cha Ráp đã làm lễ Misa với những lời lẽ mà người này thì cho rằng ông đã mỉa mai, người khác thì cho rằng giọng nói ấy chứa đựng sự đau xót chân thành. Sau đó chiếc quan tài được đặt lên chiếc xe đẩy thấp, không ai chịu đưa vai vào khiêng thi hài của Mary Carson. Và cũng không có ai tiếc thương khi nhìn thấy hai cánh cửa hầm mộ khép kín lại. Thế là mọi người có thể hít thở tự nhiên. Trong khi khách khứa tập trung ở gian phòng lớn để ăn lót dạ hay trò chuyện, ông trưởng khế Harry Gould mời Buddy và gia đình, cha Ráp, bà Smith và hai chị giúp việc đến phòng khách. Vốn người nhân từ tốt bụng, Buddy đã khóc chị, còn bà Fiona, vợ Buddy, thì nét mặt vẫn không thay đổi, như thể không chú ý đến chuyện gì đã xảy ra. Buddy, tôi đề nghị ông phản đối tờ di chúc, Harry Gould tuyên bố sau khi đọc trọn văn bản bằng một giọng khô khan và bất mãn. Đúng là một con mụ già thối tha và quỷ quái, bà Smith buộc miệng kêu lên. Mặc dù bà thương cha Ráp, nhưng tình cảm của bà Smith vẫn nghiêng về phía gia đình họ Cleary. Dòng họ này đã mang đến cho đời bà niềm vui rộn rã. Buddy lắc đầu. Không, ông Harry, tôi không làm gì cả. Tài sản này là của chị tôi, và chị tôi có toàn quyền quyết định theo ý muốn của bà. Tôi không thể nói dối rằng tôi hoàn toàn không hề thất vọng. Nhưng tôi chỉ là một người chất phác, cho nên như vậy lại tốt hơn. Tôi thành thật nói rằng tôi không ham nhận trách nhiệm nặng nề cai quản một điền trang rộng bao la như Drahoda. Ông không hiểu gì hết Buddy ạ, Harry Gould nói lại bằng cách nhấn mạnh từng lời một như nói với trẻ con. Không phải chỉ có Drahoda, điền trang chỉ là một phần rất nhỏ trong số tài sản mà chị của ông đã để lại. Bà ấy là cổ đông, có quyền kiểm soát cả trăm công ty loại lớn. Bà còn có những nhà máy đúc thép, những mỏ vàng, hãng Mitchell Limited, mà trụ sở là một tòa nhà 9 tầng ở Sydney. Bà chị ông là người giàu có nhất ở Úc. Thật kỳ lạ, chính bà đã nhờ tôi liên hệ với các giám đốc Mitchell Limited ở Sydney chỉ mới cách đây không đầy một tháng, với mục đích xem lại tiền bạc của bà hiện có là bao nhiêu. Vào lúc bà qua đời,
tài sản của bà lên tới 13 triệu bảng Anh. 13 triệu bảng. Betty lặp lại con số với giọng xa xôi như khi người ta nhắc tới cái khoảng cách từ trái đất tới mặt trời. Một sự đánh giá không tài nào hình dung nổi. Thế đấy, coi như vấn đề đã giải quyết, Harry. Tôi dứt khoát không muốn đảm trách những công việc quá to lớn ấy. Không có công việc to lớn nào phải đảm trách, Betty. Ông không hiểu à? Với những tài sản như thế, nó sẽ tự quản lý lấy. Ông hoàn toàn khỏi phải quan tâm tới. Có hàng trăm nhân viên để lo việc này. Betty, ông hãy kiện lại tờ di chúc này. Tôi tha thiết đề nghị với ông như vậy. Tôi sẽ giới thiệu với ông những luật sư giỏi nhất nước. Và tôi sẽ hỗ trợ đến cùng, dù phải đi đến tận hội đồng cơ mật. Betty bỗng nhớ lại rằng gia đình ông cũng có quyền phát biểu trong việc này. Ông quay sang Bob và Chuck đang há hốc miệng, ngồi cạnh nhau trên một ghế dài cẩm thạch ý. Này các con nghĩ thế nào? Các con có muốn tìm cách túm lấy cái món béo bở 13 triệu bảng của bác Mary Carson không? Nếu các con muốn, ba sẽ kiện phản đối di chúc này. Còn không thì ba sẽ rút lui. Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn được quyền tiếp tục sống ở Drahada. Trong di chúc cũng có nói rõ điều đó phải không ba? Bob hỏi. Không ai có quyền đuổi các cậu ra khỏi Drahada cho đến khi nào ba các cậu còn một người con người cháu ở đây. Harry giải thích. Chúng ta sẽ ở đây trong ngôi nhà lớn với bà Smith và Minnie, Kate. Những người này phục vụ chúng ta, và chúng ta lại nhận một số tiền lương cao. Betty thêm vào, quá sung sướng và hài lòng về sự may mắn của mình và quên đi nỗi bất hạnh. Vậy thì còn đòi hỏi gì hơn nữa? Bob hỏi em mình, em có đồng ý không? Với em, như thế là vừa. Chắc trả lời ngắn gọn. Cha Ralph lòng dạ bồn chồn. Không kịp thay bộ đồ làm lễ, ông cũng không kịp ngồi, không khác một pháp sư đẹp và hắc ám. Ông đứng trong bóng tối ở cuối phòng, hai tay đút vào áo choàng màu đen, nét mặt sực sờ. Trong tận đáy sâu của đôi mắt xanh xa xôi, đang dồn sự phiền muộn và nỗi kinh hoàng. Sự trừng phạt mà ông chờ đợi một cách giận dữ và khinh bỉ, cuối cùng đã không xảy ra. Betty đã đặt tất cả trên một mâm bạc, đầy thiện chí, dâng tặng ông lời cảm ơn. Ông đã lo dùm gánh nặng cho dòng họ Cleary. Còn bà Fiona và Maggie thì sao? Linh Mục xen vào lời nói khô khan hướng về phía Betty. Phải chăng ông không coi trọng lắm phụ nữ trong gia đình nên không hỏi ý kiến của những người ấy? Vậy Fiona, em có ý kiến gì? Betty lo lắng hỏi. Em tuân theo ý kiến của anh, Betty. Phần em thì sao cũng được. Còn Maggie? Con không cần 13 triệu bảng của bà ta. Maggie trả lời, mắt nhìn chăm chăm cha Ralph. Như thế coi như kết thúc vụ này, Harry. Betty quay lại nói với viên trưởng khế. Chúng tôi không muốn kiện chống lại tờ di chúc. Tòa thánh cứ thừa hưởng tiền của bà Mary, như thế là rất tốt. Harry đập hai tay vào nhau. Trời đất ơi, tôi đau tận ruột gan khi thấy ông bị trấn lột. Tôi cảm ơn ngôi sao bổn mạng của tôi, Betty nhỏ nhẹ nói. Nếu không có chị Mary của tôi, thì bây giờ tôi còn phải làm thuê làm mướn cho người này người nọ để sống ở Tân Tây Lan. Trước khi rời phòng khách, Betty gặp cha Ralph, bắt tay Linh Mục trước bao nhiêu người chăm chú theo dõi từ nãy giờ. Thưa cha, xin cha đừng nghĩ rằng chúng tôi có ý nghĩ bất bình gì đối với cha. Suốt cả chiều dài của cuộc đời bà, Mary không hề để cho một ai ảnh hưởng mình, dù người đó là Linh Mục, em hay chồng. Cha hãy tin tôi, chị tôi hành động theo ý muốn của bà. Cha rất tốt đối với chị tôi, và cha cũng rất tốt đối với chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ quên. Mặc cảm tội lỗi, gánh nặng. Suýt chút nữa, cha Ralph quên nắm bàn tay sình sùi mà Betty đã chìa ra, nhưng bộ óc của cha đã kịp giành lại phần thắng. Cha Ralph bắt tay và siết thật mạnh, mỉm cười khó nhọc.
Cảm ơn bác đi. Hãy tin chắc rằng tôi sẽ theo dõi sát, không để cho gia đình ông thiếu hụt bất cứ thứ gì. Cha Ráp đi ngay trong tuần lễ ấy và không hề trở lại thăm De Rahoda. Ông dành vài ngày để sắp xếp một vài thứ lặt vặt và đi thăm các gia đình công giáo trong vùng, ngoại trừ De Rahoda. Linh mục Watkin Thomas từ xứ Gan tới, thay thế đảm trách giáo xứ Willapon, còn cha Ráp De Bricasso trở thành thư ký riêng của tổng giám mục Leonidas. Nhưng công việc của cha rất ít, cha có hai người trợ lý. Cha được giao nhiệm vụ xem lại sản nghiệp của bà Mary Carson gồm những gì và giá trị thật sự bao nhiêu vì lợi ích của tòa thánh. Hết tập 4.